Xin chào các bạn. Ở cái clip trước thì anh đã nói về cái sự khác biệt giữa cái Dynamesh và cái Zilmesser. Thì anh cũng có nói qua một chút về cái Divine. Về cái Divine này. Thì cái Divine này anh xin nhắc lại một chút, đó chính là cái việc chia những cái polygon này ra. Sẽ thêm lưới từ một cái polygon này sẽ thành 4 đấy, với cấp 1 đây, đó subdivision 1 nhá, nó đang cấp thấp nhất này, tăng lên 2 đó, thì từ cái một polygon này nó sẽ tách thành 4 đấy, rồi cứ tiếp tục tăng thêm cấp nữa thì nó thành 16, rồi cứ tăng thêm cấp nữa thành 64, cứ mỗi một cái cấp lên như thế, mỗi một lần divide như thế thì nó sẽ nhân 4 lưới lên. Thì cái việc chúng ta có lưới 4 như này thì nó sẽ rất dễ dàng cho cái việc tách ra làm 4. Chứ nếu mà có lưới 3 ấy, thì nó sẽ đi lưới và nó sẽ tạo thành những cái điểm tụ. Đấy, nó sẽ, đấy nếu mà đang có lưới 4 như này đó, thì nó sẽ việc chia 4 này, xong lại chia 4 tiếp này. Đó, thì nó cứ chia tiếp ra đấy, nó sẽ rất là dễ. Còn nếu mà trong trường hợp nó có cái lưới 3 như này thì bắt đầu nó sẽ bị chia ra như này, xong rồi lại như thế này. Đó. Xong rồi lại như thế này. Đấy, thì nó sẽ tạo thành đây một cái điểm tụ này. Đây người ta gọi là cái điểm tụ. Về sau cái những cái điểm như này, lưới nó sẽ đổ vào đây rất là nhiều. Đấy, lưới sẽ đổ vào đây rất là nhiều và nó làm trên cái bề mặt của nó ấy, nó cái mật độ lưới sẽ không còn đồng đều nữa. Nó sẽ tạo thành những cái điểm nó nhọn lên như thế này đây, trên cái bề mặt lưới ấy. Đó. Thì cái điểm lưới như này sẽ không có cách nào để mình sửa được, bởi vì nó đã sai từ lưới rồi. Đó, đây cũng có thể là một trong những cái điểm nó cũng gây ra tụ lưới này. Đó, nhưng mà nó sẽ nhẹ hơn so với cái việc lưới tam giác như này. Đấy, vì dù gì thì nó vẫn đang là lưới 4. Ok, thì bây giờ anh sẽ quay lại về cái chủ đề chính của cái bài hôm nay. Đó là cái vấn đề về subdivision. Thì như các bạn... còn nhớ ấy, thì mỗi lần mình divide ra thì nó sẽ nhân 4 lưới lên đúng không? Đấy, cấp 1 này nó đang là 10.000. Cấp 2 42.000. Cấp 3 169.000, nó cứ x4 lên như thế. x5 678.000. Đó, tức là đang từ 10.000 nhá. Mới chỉ tầm sắp deep 1. 1. Nó đang 10.000. Mà chỉ cần lên tầm sắp deep 4 thôi, nó đã lên tận 678.000. Nó tăng lên rất là nhanh, cấp số nhân mà. Thành ra là cái sắp deep này ấy, thì anh bình thường anh làm nó chỉ rơi vào tầm 6-7 là cao lắm rồi. Vậy thì về bản chất nhé, cái sắp deep này ấy, nó là các cấp bậc lưới sau khi mà mình tăng cái divide lên, và mình có thể chuyển qua lại giữa cái sắp deep 1 là cái cấp thấp lưới nhất. Ở đây này, active point là 10 triệu và cái sắp deep cao nhất, đấy, sắp deep 6 10 triệu. Đó, chỉ trong 6 cấp thôi mà nó đã chênh lệch nhau đến tận 1.000 lần. Đó. Thì cái việc mình tăng sắp deep lên như này, đó, thì để cho mình vẽ cái chi tiết lên. Đó. Thì có một cái điều chắc chắn ấy là cái sắp deep 1 và cái sắp deep 6 này nó có vị trí nó khớp nhau hoàn toàn. Thế nên là bình thường và người ta sẽ tận dụng cái việc đấy để mà sử dụng cái sắp deep 6 này, cái sắp deep cao nhất ấy, để làm con hypoly. Hypoly tức là những cái con mà nó đã có rất nhiều những cái chi tiết hoa văn ở phía trên như thế này. Đấy, những cái chi tiết rất là nhỏ bé. Đó, thì với cả 10 triệu lưới như này thì mình có thể vẽ thoải mái rồi. Đó, vẽ thoải mái. Rồi sau đó mình quay về cái sắp deep 1 này. Mình giải UV. Đó. Đây chính là cái con low này, cái sắp deep 1. Là con low. Đấy, nó chính là cái con này. Và cái sắp deep 6 10 triệu lưới nó là con 2 poly ấy.
Đó, nó chính là cái con này. Đó. Thì mình sẽ tận dụng chính cái subdivision cao nhất để làm hai poly và cái subdivision thấp nhất để làm con low poly luôn. Đó. Tại vì hai con này nó khớp với nhau hoàn toàn. Thành ra mình có thể tận dụng cái việc đấy để mình bách. Tại vì nó khớp nhau y hệt mà. Và giả sử nha, bây giờ mình có thay đổi cái vị thay đổi đi. Thì mình pose cho nó dáng chẳng hạn. Bỏ x đi. Giả sử giờ anh tô dáng cho nó nhé. Còn để pose nào thì các bạn quay lại cái bài mask nhé. Đấy, các bạn thấy nhá, là bây giờ anh đang chỉnh sửa cái sắp dip 1 này. Đây, cái sắp dip rất là thấp. Đã có 10.000 lưới rồi, thành ra mình có thể smooth này, có kéo chỉnh sửa rất là thoải mái. Rồi sau đó bây giờ mình sẽ tăng lên cái sắp dip cao này. Đó. Các bạn thấy không? Toàn bộ tất cả những cái chi tiết này nó sẽ đi theo. Còn nếu mà bây giờ đang là 10 triệu lưới này mà bây giờ các bạn bẻ nhá. Bây giờ anh sẽ làm cái bên tay tương tự như thế để các bạn thấy được cái sự khó khăn, rất là khó khăn khi mà đầu tiên nhá, là mình sẽ không smooth được. Khi mà mình giữ control này, mình ấn vào thì nó sẽ không smooth đều ra đâu. Đó. Tại vì cái lưới hiện tại bây giờ đang là quá dày, và giữ control và mình ấn vào đây này thì nó sẽ không làm mềm cái vùng ranh giới này đâu. Đó, đây là cái vấn đề thứ nhất. Đó. Và khi mình bẻ này nó sẽ bị như thế này. Tại vì mình không thể làm mềm được mà. Thì cái vùng này thì nó sẽ rất là cứng. Đó, mình sẽ không thể làm mềm vùng này. Đó, rồi tiếp theo cái vấn đề thứ hai, đó là mình sẽ không thể smooth được. Tại vì hiện tại lưới đang rất là dày, mình sẽ không thể smooth được. Còn ở bên kia nhá, lưới nó thấp, thành ra mình smooth nhẹ phát này, nó tự động nó đã ăn luôn rồi. Còn ở đây lưới nó cao quá thì mình sẽ không thể sửa được. Đó. Thế nên là cái việc giữ lại những cái subdivision như này, cái subdivision 1 này và subdivision 6 này, cái việc giữ lại cái subdivision nó rất là quan trọng. Tại vì sau này nếu các bạn chỉnh sửa ấy, thì các bạn sẽ phải chỉnh sửa trên cái subdivision thấp này. Chỉnh sửa trên cái subdivision thấp đó, và sâu sản phẩm trên cái subdivision cao. Đó. Còn nếu mà bây giờ các bạn giả sử như bị mất đi. Để xóa những cái subdivision thấp hơn nhé, các bạn ấn vào đen lâu. Hiện tại bây giờ bạn đã mất sạch hết toàn bộ tất cả những cái dưới. Và các bạn bây giờ sẽ không thể làm chỉnh sửa đẹp được như thế này. Đấy, bây giờ mình sẽ không thể chỉnh sửa được đẹp như này nữa đâu. Không thể làm được. Đấy, thành ra các bạn phải cố gắng luôn luôn là phải giữ lại những cái subdivision thấp nhé. Để sau này mình chỉnh sửa đó. Thì nếu mà bài của các bạn mà bị mất subdivision này, thật sự là thảm họa, tại vì bây giờ mình sẽ không thể làm smooth này, cũng không thể nào mà sửa được, tại vì bây giờ mình không thể smooth được. Đó, không có cách nào smooth rồi nhé. Đó, thấy cái sự quan trọng khi mình chia cái subdivision, nó là cái sự liên kết giữa cái subdivision 1 và cái subdivision cao. Đấy, subdivision thấp và subdivision cao. Đấy, cái subdivision cao ấy, nó sẽ cho mình rất nhiều chi tiết nhưng mà sẽ không thể co kéo chỉnh sửa được. Đấy, còn cái subdivision thấp ấy, đấy, nó sẽ giúp lưới thấp nên mình sẽ dễ dàng mình co kéo chỉnh sửa, và khi mình co kéo đến đâu ấy thì những cái chi tiết nó vẫn giữ nguyên như thế mà. Đó, thì mình co kéo này thì những cái chi tiết nó vẫn nguyên ở trên người. Đó, co kéo chỉnh sửa xong rồi mình lại tăng về cái subdivision cao đó thì vẫn sẽ y nguyên. Thì đây chính là về sau rồi, chính là cái cách mà mình tô dáng đấy. Đấy, mình đầu tiên là mình sẽ vẽ chữ A này chẳng hạn. Vẽ chữ A này. Ở đây mình có ở đây có một cái clip nói về cái vấn đề đấy. Đó là cái vấn đề về pose dáng, thì lúc đầu mình sẽ làm trên cái subdivision cao, rồi sau đó mình sẽ bẻ dáng ở cái subdivision thấp. Đó. Thế nên là nếu mà các bạn nào mà bị mất cái subdivision thấp ấy, thì thôi coi như là khỏi pose dáng luôn. Không cần pose dáng thì vì chắc chắn nó không thể pose được.
Đó, đây là cái dạng lưới thấp này. Đó, các bạn sẽ thấy ở đây này, lưới nó hiện tại đang rất là vỡ này. Đấy, tức là bây giờ hiện tại anh đang sử dụng ở cái dạng lưới thấp đấy. Đấy, cái này anh đang ở dạng lưới thấp, nhìn lưới thấp hay lưới cao nhìn phát nó có thể nhận ra ngay. Đó, cái nhìn lưới nó bị vỡ vỡ như này này. Đấy, nó còn nguyên si cả polygon như này, tức là chúng ta đang ở dạng lưới thấp. Đấy, rồi sau đó mình bẻ lại cho nó về cái mình sau khi mình bẻ dáng xong thì mình đẩy cho nó lên cái lưới cao đó, thế là xong. Đấy, cái lúc lúc làm này thì nó sẽ là cái dạng lưới thấp như này. Đấy, các bạn sẽ thấy ở đây lưới này nó đang ở dạng lưới rất là thấp. Đấy, nhìn ở đây bạn có thấy nó còn bị vỡ nữa cơ. Đấy, nhưng mà sau khi mình bẻ biết xong dáng hết rồi thì bắt đầu mình tăng lưới của nó lên. Đó, thì lúc này là cái chi tiết của nó vẫn sẽ đầy đủ. Còn nếu mà các bạn mà không có sắp đi dần thấp là mình sẽ không thể mình sẽ không thể pose dáng được đâu. Đó là cái điều rất là quan trọng khi mà mình tăng cái subdivision lên. Trong trường hợp mà giả sử vô tình mà các bạn bị mất cái subdivision nhá, thì cũng đừng có lo lắng, thì ở đây nó sẽ có một cái công cụ để cho mình lấy lại cái subdivision. Rồi các bạn ấn vào cái reconstruct này, ấn vào, các bạn thấy không, nó đã có được thêm một cái subdivision nữa. Đấy, bây giờ đang là 2,7 triệu đúng không? Mình sẽ recontract cho nó. Rồi, 6,7678,000 recontract phát nữa. Nó sẽ recontract cho đến khi nào mà nó không thể giảm nữa nữa thôi. Đấy, còn 169 recontract tiếp. Nó sẽ recontract cho đến khi nào mà mình về được cái 10.000 ấy. Recontract tiếp. Cái này nó chỉ áp dụng được khi mà bạn bị delete mất cái subdivision thôi nhá. Ok. Đấy. Đen higher này. Đó, đen lower này. Đen higher này là nó sẽ delete những cái subdivision cao, còn đen lower sẽ delete cái subdivision thấp. Còn free subdivision level là sẽ free hết tất cả lại. Tức là coi như là sẽ tạm thời sẽ đóng băng hết tất cả những cái subdivision lại. Đó. Ở đây có một cái sub tool ở phần sub tool này. Lần cái hồi mà giới thiệu cái sub tool ấy thì anh còn nói cái on low với on high. Thì cái on low với on high này nó để có tác dụng là giả sử như là cái sub tool của mình đây chỉ có hai con thì đơn giản không có gì. Nhưng mà với cả những cái project mà có tận hàng trăm cái sub tool ấy thì bạn không thể nào mà ngồi giảm lưới, không thể nào mà cứ ngồi kéo từng cái một như này được. Thì lúc đấy các bạn ấn cái on low, nó sẽ tự động nó đưa hết tất cả các object của mình về cái subdivision thấp nhất, và on high nó sẽ đưa hết tất cả về cái subdivision cao nhất. Đó, nó sẽ đưa hết tất cả về subdivision cao nhất. Thì khi nào mà bạn muốn lấy cái con low poly chẳng hạn, ấn on low, nó xong export hết tất cả cái đống này ra, đưa vào Maya UV. Còn khi nào muốn export con high poly, ấn vào on high, export hết cái này ra để xin mua xin miếc các kiểu để bách lấy con hai đó. Thì đó là toàn bộ cái công dụng của cái phần subdivision. Đó, các bạn nhớ là phải luôn phải lưu lại cái subdivision nhé, vì việc này là việc rất là quan trọng. Thì nếu mà không có cái này thì cái việc chỉnh sửa như này đó, các bạn có thể thấy hậu quả nó rất là tệ luôn đấy. Một người giữ lại subdivision nó sẽ như này, còn một người không giữ lại subdivision họ hỏng, không thể pose dáng được. Rồi, ok, đó là toàn bộ những cái vấn đề về cái subdivision. Đó. Đó, subdivision. Đấy, thì ở buổi sau anh sẽ nói qua một chút về cái Z modeler nhé. Thực ra là mình sẽ không sử dụng nhiều cái Z modeler ấy đâu. Mình sẽ sử dụng Maya là chính. Đó, mình sẽ chỉ chuyên một thứ thôi. Dựng hình thì dựng trên Maya, còn sculpt chi tiết thì mình sẽ làm trên ZBrush. Nhưng mà anh sẽ giới thiệu qua một chút 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 thôi để đủ để các bạn dùng. Rồi ok, thế trong cái clip này về cái phần subdivision thì thế thôi. Rồi ok, xin chào các bạn.